hình một chiếc túi thời trang đây. Các bạn chuẩn bị chưa? Ok. Kính mời anh Lê Đình Cường và anh Ngọc lên để thu đổi đi và phát động tặng quà cho các thầy cô. Các thầy cô chờ ở trên sân khấu để chúng ta chụp ảnh những bức ảnh như thế này. Dạ mời anh Lê Đình Cường. Các bạn thân mến, trên tay tôi là chiếc túi vô cùng thời trang.